Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn trở lại với kênh của mình. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn về cách để gấp xếp thế lọc nhiều nếp gấp. Các bạn quan sát hình như ở đây thì các bạn thấy rằng diện tích tiếp xúc của dịch lọc, của dung dịch cần lọc với tờ giấy lọc gần như là hoàn toàn, đúng không ạ? Và do vậy cái quá trình lọc nó xảy ra nhanh hơn và chúng ta có thể thu được dung dịch một cách dễ dàng. Thì để gấp được như hình ở đây thì chúng ta sẽ có một vài bước và lưu ý sau đây. Các bạn cùng quan sát video. Các bạn nhìn thấy tờ giấy lọc đây đúng không ạ? Tờ giấy lọc thì có thể có đường kính khác nhau và chất lượng có thể cũng khác nhau nữa. Bây giờ, bước đầu tiên các bạn chia đôi. Mình sẽ để tờ giấy này sang bên này một chút. Rồi, tiếp theo các bạn lại chia đôi nữa tiếp. Đây là lần thứ hai đúng không ạ? Các bạn để đúng cái mép này các bạn nhé. Và từ mép thì các bạn mới biết từ đây đi. Thì nó sẽ đều. Các bạn nhớ là chúng ta phải chia thật đều ở trong những lần đầu tiên thì về sau cái tờ giấy lọc các bạn quan sát nó mới đẹp được. Tiếp theo này, các bạn sẽ chia đôi gập vào đây không? Các bạn đặt để đúng mép này trước. Đấy, mép này. Và sau đó các bạn mới biết. Bên này thì các bạn làm ngược lại. Đây. Các bạn nhìn đúng không? Làm ngược lại nhé. Ok, như vậy đây là chính là lần chúng ta có tạm gọi như lần thứ 3 đúng không ạ? Và các bạn sẽ có một cái hình như này. Các bạn đếm nhé, 1, 2, 3, 4. Thì 1, 2 các bạn làm giống nhau, còn 4, 3 thì các bạn làm ngược lại. Đây, mình sẽ lại chia đôi này. Đây các bạn nhìn để ý cái phần phía dưới này nhé. Cố gắng làm sao cho nó rất là đều và đẹp. Tiếp theo, cận vòng vào đúng vị trí này đúng không ạ? Đến đây thì các bạn đừng tiếp 3, 4 mà chúng ta sẽ làm ngược lại bên này. Chia ngược lại bên này. Mình đặt đúng mép. Sau đó mình sẽ căn đúng cái mép này. Ok. Như vậy các bạn nhìn một cái hình nó như thế này đúng không ạ? Chúng ta lại đếm 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8. Thì 1, 2, 3, 4 thì các bạn sẽ làm tương tự như bước 1, 2 lúc nãy. Còn 8, 7, 6, 5 thì các bạn sẽ làm ngược lại. Bây giờ mình chia đôi. Ok, 1, 2, 4 xong rồi đúng không ạ? Chúng ta làm ngược lại bên này nhé. Các bạn để ý vị trí chỗ này. Đó. Đấy, các bạn sẽ hơi dùng tay cẩn thận các bạn, nếu mà móng tay các bạn mà dài quá thì các bạn cẩn thận không nó sẽ bị rách tờ giấy lọc. Rồi như vậy là chúng ta đã được một cái hình kiểu như này. Đến giai đoạn này thì nhiều bạn rất hay kiểu như là mở hẳn ra như này này, thì mình các bạn không nên làm điều đấy vì lát nữa thì bạn thấy rằng cái tờ giấy lọc khi đặt vào phễu lọc nó rất là xấu. Rồi mình sẽ mở vừa phải nhé. Hay vừa phải. Ok chị ạ. Các bạn nhìn thấy quan sát vị trí đây và vị trí bên này đúng không ạ? Thì chúng ta gấp hai cái nếp phụ. Cách các bạn đặt tay như này này. Các bạn đặt ngón cái vào vị trí này. Ngón này đây. Mình thường đặt đi này. À. Tất nhiên là trong quá trình gấp thì các bạn có thể có những cái kỹ thuật riêng của mình. À, còn mình thì gấp như vậy và mình sẽ chia sẻ với bạn cái cách của mình. Nếu các bạn để như này mà đặt vào phễu lọc rất xấu thì các bạn có thể dùng cái ngón tay út của mình. À, các bạn hoặc là các bạn thể tạo ra nó đáy nó bằng một chút. Tất nhiên là trong cái quá trình mà khi mà các bạn gấp như này thì cái tay các bạn phải rất là sạch nhé.
để tránh làm bẩn cái tờ giấy lọc phía trong, nhất là giấy lọc phía trong. Và về sau chúng ta có thể là tráng một ít dung dịch bằng chính cái dịch lọc hoặc là nước cất, hoặc là tùy vào mục đích của thí nghiệm. Như vậy khi các bạn đặt này vào thì các bạn thấy rằng cái đáy này này nó sẽ chạm đến cái vần, bắt đầu đến cái cuống của cái phễu ấy. Đó, như là cuống gọi là không phải cuống hẳn phía dưới đâu, mà ngay tại cái vòng lọc hình nón đúng không, thì bắt đầu đến đỉnh của hình nón thì nó sẽ chạm xuống phía dưới và quá trình lọc nó sẽ xảy ra nhanh hơn. Chúc các bạn thành công, hy vọng rằng video này hữu ích với các bạn khi tiến hành thí nghiệm. Cảm ơn các bạn đã xem video này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những phần video tiếp theo. Xin cảm ơn.